Rồi, chào anh em buổi sáng nha. Giờ đang kiểm tra con máy này, chuẩn bị giao về Bạc Liêu hết nè. Đây, đây máy chạy đất, máy xếp. Rồi, xin chào anh em nha. Thì bây giờ em bắt đầu lên máy về cho khách đây. Về cũng giao lại Bạc Liêu tiếp. Ý, Sóc Trăng chứ, lộn. Này, máy này khách ở Bạc Liêu mua nhưng mà ở giao ở Sóc Trăng. Giờ cẩu lên nữa là xong nha anh em, hoàn thành con này luôn. Rồi giờ em đi công chuyện xíu nha, để có gì xe tải cẩu lên ha anh em. Nay trời cũng nắng nè. Rồi, đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đồng Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Đây có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. À, phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.